Hãy tưởng tượng có một mạng Internet, nơi mà bạn có thể tương tác với mọi thứ xung quanh, chơi trò chơi như thể bạn đang ở bên trong đó. Điều này có thể thực hiện được nhờ sự trợ giúp của Metaverse. Metaverse là gì? Metaverse là một không gian trực tuyến tương tác mà bạn có thể truy cập nhờ sự trợ giúp của tai nghe thực tế ảo, Virtual Reality, hay còn được gọi là VR. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Hello mọi người! Từ ngày mà công ty Facebook chính thức đổi tên thành Meta, thì cụm từ Metaverse đã trở thành một từ khóa tìm kiếm rất phổ biến. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Metaverse và cách mà nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Metaverse là gì? Cụm từ Metaverse được ghép thành bởi hai chữ khác nhau, Meta và Verse. Meta có nghĩa là vượt qua, và Verse được lấy ra từ cái chữ Universe, có nghĩa là tổng thể. Thuật ngữ Metaverse thường được dùng để miêu tả khái niệm về sự lặp lại của Internet, được tạo thành bởi các không gian ảo 3D liên tục, được chia sẻ, được kết nối với nhau, tạo thành một vũ trụ ảo có nhận thức. Metaverse theo nghĩa rộng hơn, có thể không chỉ đề cập đến thế giới ảo, mà nó còn là mạng Internet nói chung, bao gồm toàn bộ phạm vi thực tế tăng cường. Hãy coi nó như là một mạng Internet mà bạn đang ở bên trong đó, thay vì chỉ nhìn từ ngoài vào như hiện tại. Hình đại diện có thể đi lại trong không gian mạng, như cái cách mà mọi người điều khiển thế giới thực, cho phép người dùng có thể tương tác với những người ở phía bên kia hành tinh, như thể là họ đang ở cùng chung một căn phòng. Metaverse sẽ không thay thế Internet, nhưng nó sẽ là một phiên bản nâng cấp hơn của Internet. Bạn sẽ phải đăng nhập và kết nối bằng cách sử dụng cái tai nghe VR. Sau đó, bạn có thể tương tác với các đối tượng như bình thường. Thay vì nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, chúng sẽ được chiếu thẳng vào mắt bạn, tạo cảm giác như bạn đang ở trong một thế giới ảo. Today, we're going to talk about the Metaverse, starting with the most important experience of all, connecting with people. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hey, hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a creator I met in L.A. This place is amazing. Boz, that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Ooh. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey. Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. Wow. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on. I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Mình còn nhớ lúc mới qua Mỹ ở khoảng năm 2000. Ở cái thời điểm đó, nếu như mà mình muốn trao đổi thông tin với người thân, mình có hai cách. Thứ nhất đó là viết thư tay. Thứ hai đó là gọi điện thoại. Mà cái thời đó, cell phone chưa có phổ biến như bây giờ đâu. Đa số là gọi điện thoại bàn thôi. Sau đó, khi Internet phát triển hơn một chút xíu, thì mình có thể viết email hoặc là vào chat room để trò chuyện. Bây giờ thì mình có video call và Facebook. Từ ngày mà sử dụng Facebook rồi, thì chúng ta cũng hạn chế cái việc hẹn nhau ra cà phê chém gió. Bởi vì chỉ cần ở nhà lướt Facebook thôi là có thể thu thập được rất là nhiều thông tin rồi. Tuy nhiên, khi các bạn sử dụng Facebook, các bạn chỉ có thể nhìn thấy chữ hoặc là hình ảnh qua màn hình mà thôi. Các bạn sẽ có cảm giác như là một người ngoài đang hóng vào chuyện nhà của người ta vậy. Các bạn sẽ không có cảm giác như mình là một thành viên ở trong đó. Metaverse là thế hệ tiếp theo của Internet. Các bạn sẽ không còn cảm giác như là người ngoài đứng hóng chuyện của người ta nữa. Các bạn hoàn toàn có thể là một thành viên trong đó. Các bạn có thể tương tác với tất cả mọi người, giống như là họ đang ở xung quanh chúng ta vậy, mặc dù là họ đang ở một nơi rất xa. Điều này nghe có vẻ rất là khó khả thi, nhưng các bạn nên nhớ rằng, ở những năm 1990, không ai nghĩ tới có một ngày nào đó chúng ta có thể gọi nhau bằng video call, hoặc là cũng không ai nghĩ tới có một ngày chúng ta ở nhà mà có thể tham gia vào các lớp học qua Zoom, đúng không? Các bạn cứ thử tưởng tượng đi, nếu như dịch bệnh Covid này xảy ra vào những năm 1990, thì chúng ta đã phải nghỉ học và nghỉ làm 2 năm liền rồi. Bởi vì lúc đó Internet không có phát triển như bây giờ, cho nên việc học và làm online là bất khả thi. Nhưng vì Covid xảy ra ở năm 2019, cho nên chúng ta có thể làm và học online. Sự khó khăn khi học qua Zoom đó là các bạn chỉ có thể nhìn thấy cái màn hình thôi. Các bạn không có cảm giác như là các bạn đang ngồi trong lớp, và các bạn luôn có cảm giác như là các bạn là một người ngoài vậy. Trong tương lai, Metaverse sẽ giúp kết nối bạn với lớp học. Các bạn sẽ có cảm giác như các bạn đang ngồi trong một cái lớp học vậy. Các bạn có thể nhìn thấy thầy cô, bạn bè và mọi thứ xung quanh trong lớp học, mặc dù các bạn vẫn đang ở nhà. Hoặc ví dụ như bây giờ, khi các bạn mua đồ online, các bạn đâu có thử được đâu, đúng không? Các bạn chỉ có thể nhìn hình ảnh và đoán xem nó có hợp với mình hay không. Sau khi mua về rồi, thử vào, nếu hợp thì mình giữ lại, còn không hợp thì mình đem trả, rất là bất tiện. Trong tương lai, các bạn hoàn toàn có thể thử những món đồ đó mà không cần phải lết xác tới tiệm. Metaverse là một khái niệm rất trừu tượng, nó bao gồm nhiều mảng khác nhau và phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm có học tập, game online và bất động sản, vân vân. Metaverse là sự kết nối tất cả những hoạt động giữa thực và ảo, giữa máy tính và con người. Trong đó, công nghệ 3D và trí tuệ nhân tạo đóng vai trò rất quan trọng. Một số công ty công nghệ lớn đã và đang bắt đầu cái khái niệm Metaverse này. Nhưng có thể thấy Facebook, hay còn được gọi là Meta, là một trong những công ty tiên phong và rất hăng hái trong lĩnh vực này. Trong năm 2014, họ đã mua lại Oculus, là công ty sản xuất tai nghe VR. Thì các bạn có thể thấy, cái dự án này họ đã ấp ủ từ lâu rồi, chứ không phải mới bắt đầu đâu. Mark Zuckerberg đã nhấn mạnh, Metaverse là một Internet hiện thân mà bạn đang ở bên trong nó, thay vì chỉ đứng ở ngoài nhìn vào như Internet hiện tại. Metaverse là một thế giới mà trong đó bạn có thể tương tác với tất cả mọi người, giống như họ đang ở xung quanh mình vậy. Có thể thấy, Metaverse là xu hướng của tương lai. Có thể gần, cũng có thể xa, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra. Có nhiều bạn cũng sẽ nghĩ đây là một cái khái niệm bất khả thi. Nhưng mà các bạn ơi, con người thì luôn luôn tiến hóa, và sự phát triển của công nghệ luôn có những bước đột phá bất ngờ. Cũng giống như cái thời mà chúng ta còn viết thư tay đó, đâu ai nghĩ ra là có một ngày chúng ta có thể gọi nói chuyện với nhau bằng video call đâu, đúng không? Khi đầu tư, chúng ta nên có tầm nhìn xa hơn một chút xíu. Nếu như chúng ta đã biết Metaverse là xu hướng của tương lai, vậy thì tại sao chúng ta không đầu tư vào những công ty hoặc là những dự án đang làm về Metaverse? Những công ty công nghệ đang tham gia vào lĩnh vực Metaverse thì gồm có Meta, Nvidia, Unity, Roblox, Microsoft hoặc là Apple, vân vân. Nếu như các bạn không muốn chọn những cổ phiếu riêng lẻ, thì các bạn cũng có thể tham khảo cái quỹ đầu tư Meta ETF, mã là META. Meta ETF là một quỹ đầu tư theo dõi chỉ số các công ty niêm yết trên toàn cầu đang tích cực tham gia vào lĩnh vực Metaverse. Nếu như các bạn muốn mình làm một video phân tích và review cái quỹ đầu tư này thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Hoặc nếu như các bạn muốn đầu tư vào những dự án Metaverse bên lĩnh vực crypto thì các bạn có thể tham khảo Sandbox, Decentraland, Starlink hoặc là Decentral Games, vân vân. Các bạn lưu ý, đây không phải là lời khuyên đầu tư và mình cũng không phải là financial advisor. Các bạn phải luôn tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư. Hãy luôn là những nhà đầu tư thông minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe. Bye!